lục độ. Thứ nhất, bố thí, tức là dùng tài sản, vật chất hoặc Phật Pháp để bố thí cho kẻ khác. Có người lúc cần bố thí thì không chịu bố thí, ngược lại y kêu người khác bố thí cho mình càng nhiều càng tốt. Y luôn tìm cách chiếm tiện nghi, không chịu thua thiệt. Thứ hai, trì giới. Giữ giới tức là không động tâm, bất luận cảnh giới nào đến cũng không động lòng. Răng, núi Thái Sơn có sập trước mặt ta chẳng kinh hãi. Miếng sắt hiện trước mắt lòng ta không xao xuyến. Đó là định lực có thể chuyển được cảnh giới. Bất kể là cảnh ác hay thiện, thuận hay nghịch, mình đều thản nhiên, không sinh tâm phân biệt, thì tự nhiên gió yên sóng lặng. Thứ ba, nhẫn nhục. Có thể nhẫn thọ tất cả mọi khảo nghiệm và thử thách không vừa ý. Thứ tư, tinh tấn. Đã thiền thất không lười biếng an phận, không thụt lui, tức là tinh tấn. Thứ năm, thiền định. Tham thiền, tức là thiền định, khiến tinh thần được tập trung lại, tâm không vọng tưởng, trí huệ hiện tiền. Thứ sáu, trí huệ. Có trí huệ thì sẽ liễu sanh thoát tử. Nếu muốn mở trí huệ mà tâm đầy dẫy vọng tưởng, lười biếng thì sẽ mất đi cơ hội khai ngộ. Cần phải chăm chú tham thiền, đừng lãng phí thời gian, vì không biết mình sẽ khai ngộ trong giây phút nào.